chào quý vị và các bạn. Cùng ngày khai trương với trung tâm thương mại Tam Đa, cũng chính là ngày trạm xăng Rotburi chính thức đi vào hoạt động. Và một điều vô cùng đặc biệt là mọi thứ ở đây hoàn toàn tự động. Và chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm. Bước 1, các bạn hãy chọn số tiền mình muốn đổ. Sau đó hãy sử dụng thẻ tín dụng để xác nhận. Bước 2, các bạn hãy tiến hành đổ xăng như bình thường. Sau khi bạn đổ xăng xong, hệ thống sẽ trừ đi số tiền thực tế bạn đổ từ tài khoản thẻ tín dụng. Thật đơn giản đúng không ạ? Các bạn còn chờ gì nữa mà không trải nghiệm ngay ngày hôm nay?